đây, lòng quan trọng của chú anh chị em. Chào tất cả mọi người ngày mới. Hôm nay thứ bảy cuối tuần rồi. Chúc cả nhà cuối tuần thư giãn vui vẻ, nhà được nhiều sức khỏe nha. Hôm nay sáng tranh thủ lên đi nhổ cỏ, đi chăm dâu. Rồi hái ít rau. Cũng 3-4 ngày rồi. Tao không có lên đâu hái ba cái mồng tơi á. Cái này nó lên quá trời luôn. Rồi dâu nè. Dạo này hơi bận, con vừa đi làm công ty, kiểu như sáng đưa con gái nó đi công ty làm á, rồi tại nghỉ hè nó làm thêm á, rồi nó cũng tranh thủ đưa đi đi làm, rồi con thấy là sáng đưa đi chiều rước về thì nó mất thời gian của mình quá, với lại mà khi mới đi làm á, đang ở nhà không có ít có đi bỏ hàng, rồi con thấy vậy cái con đi làm luôn, đi vô đăng ký làm ngắn hạn á. Rồi cái đi làm với con gái. Rồi thứ hai thứ bảy nghỉ, chút cũng đi bỏ hàng. Nhưng mà sáng cái tranh thủ thời gian lên hái rau rồi làm cỏ nè. Lâu quá trời, như từ khi cái cơn bão ở bên Đài Loan đi qua tới giờ. Nó không lên chăm gì hết trơn luôn. Hơi bận rồi cái không chăm. Trước trước ngày bão đó là có xịt thuốc thôi. Rồi nhưng mấy ngày nay không có xịt, chỉ cái đầu nó phát triển là vô mùa hè á, thường xịt chỉ nó thấy 2-3 ngày, 3-4 ngày á mình không xịt chỉ là chỉ nó tấn công lại rồi, nó tấn công lại rồi là mấy cái lá dâu á nó ăn đen thui hết trơn à. Cho nên là khi mà mùa hè á, thường xuyên xịt chỉ để cho nó dưỡng cho cái lá nó đẹp. Vô cái mùa này như trong cái thời gian này là ngó ra nhiều lắm nè, rồi cây nó cũng phát triển á, tranh thủ lấy ngó để vô khoảng tháng 9 tháng 10 cái mình trồng, khoảng đầu tháng 9 mình trồng cái là tháng 10 cái nó ra bông, tới tháng 11 là có bắt đầu có dâu ăn rồi. Bây giờ đang tranh thủ để chăm nó để lấy ngó nè. Rồi cái cây bông sữa đũa nè, bông sữa đũa mà mình trồng ở trong chậu á là phải tưới nước đầy đủ cho nó. Non trễ tưới nước có một ngày thôi cái lá nó vàng hết trơn luôn đó. Rồi tối hôm qua có lên tưới cho nó đẫm nè, nó tươi tươi lại chứ không là nó héo héo à. Cho nên là trồng mà trong thùng á thường xuyên tưới nước, không tưới nước là nó dễ bị héo lắm luôn. Rồi cho cả nhà xem cái dâu ở mép bên đây, chỉ quá trời nhưng mà sáng thì nó không có xịt thuốc á, nó đợi chiều chiều đi làm về rồi xịt cho nó, chứ sáng xịt thuốc nó nắng quá ha, sợ nó ảnh hưởng tới dâu đó, nó lên cũng được, cũng đẹp đẹp được một chút, cũng có ít ngó được trồng rồi nè. Đó, chuẩn bị đi hái mồng tơi nè, mấy ngày trời không hái rồi nè, nó lên nó cao, nó vượt quá trời luôn, nó vượt cái cây nó không có được non lắm, nó không có được ngon, nó bò dài quá rồi. Cái này nó ra nó ngắn bụp bụp á, ăn nó non lắm luôn. Nhìn nó cũng còn non lắm nha. Chứ không đến nỗi già hả. Cái cây ớt cái kế bên này nè, hôm bữa con thấy nó cũng chỉ nhiều quá, con đem thêm xịt thuốc cho nó, bữa nay nó lên đẹp lắm luôn, rồi cũng có trái rồi, đang ra trái. Còn vô mùa đây thì như là dưa gang nè, dưa lê thì ông thu hoạch sắp hết rồi. Cũng phải dưa gang, dưa lưới, nó lộn dưa gang, con trồng dưa lưới có mấy dây mà hôm bữa trời ổng mưa rồi cái nó bị nấm hay nó bị gì đâu cũng không biết nữa,
nó hư tới trái luôn, uổng quá trời luôn. Mùa này thì hết, trong vườn cũng hết hết trái cây rồi. Có thanh long ra trái được 2, được 3 rồi, quá trời luôn. Nó cắt thêm một ít hẹ nữa nè, đây nè, nó cho cả nhà xem cái cây ớt đây nè, nó bị quấn đọt hết trơn luôn á, mà nó xịt thuốc nó hết, giờ nó ra trái nè, nhìn nó đẹp không. Ở bên kia cũng có nữa kìa, đây cái dưa dưa lưới nè, đang không biết là nó bị gì luôn, chắc nó bị nấm hay sao á. Mấy cái trái đỡ 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 nè, cái trái bên kia nó hư rồi, em đang ngắt bỏ rồi. Rồi cái chậu nho bên đây nó có một mớ mồng tơi nha. Ồ, nhìn ngon chưa, mình cắt đây luôn, nó bò lên nha. Cái nhà mà có trồng mồng tơi á, mà mình không có chỗ trồng á, không có trồng nhiều á, thì không cần thiết trồng nhiều đâu, mình trồng khoảng mấy cây thôi, cái nào bỏ cho nó bò, mà bò lên gì cái mình cắt cắt cái đọt nó đi, cái là nó nhảy chồi ở bên hông này nè, nhảy chồi ra ăn cũng ngon lắm luôn. Nó cũng làm như cái cách gì nè, mình cắt chồi nó lên, nó cắt đọt nó lên thôi, mình không có để lá, như vậy cái rau mồng tơi ăn nó sẽ ngon hơn là mình ăn lá không thôi. Không thấy gì á, không thấy ăn mà vừa có cọng mà vừa có lá cũng nó ngon hơn là mình ăn lá không. Giờ ba cái hành ở trong vườn lên cũng đẹp lắm, nó đang phát triển nè, bò cao hơn cái mồng tơi nè, nó quấn cho ba cái dây đây mà mình không tháo nó xuống, nó quấn cái cây, cái dây nho nó cũng lên không nổi. Cái dây nho bên kia hôm bữa nó bị sâu đục á, bên này nó nhảy chồi ra chồi rồi. Đó, nhìn ngon chưa, nó nguyên một xề đó, ăn hết luôn cũng xuống ăn cho người ta ha. Rồi cái thùng hẹ nè, wow nhìn đẹp chưa. Hẹ này á, mỗi lần con ăn á, cắt ăn á là phải bỏ phân bò nè, xới đất bỏ phân bò. Ồ, cái gốc nó to non dễ sợ luôn. Như vậy á thì mình mỗi lần ăn mà mỗi lần làm như vậy đó, cái hẹ nó tốt lắm luôn, nó non nữa, đẹp chưa, non non là mình hái đi để nó già quá ăn cũng không có ngon. Xới đất lên như này nè, lấy đồ xới đất, còn không lấy tay bới bới nó như nè, bỏ phân bò lên. Đất đó, nó dễ khắc à, cho nên là mình thường xới đất lên nó thì nó xốp, bỏ thêm phân nữa. Hẹ nó cần phân lắm nha, cái hẹ đây nè. Wow, nhìn ngon dễ sợ, ngon luôn. Mình đang còn một mớ mớ mồng tơi đây nữa, mình cắt đi. Nó nói là mà nếu mà mình mà không có chỗ trồng á, cái trồng 1-2 giây á cho nó leo cái lên trên vàng, mình cắt vậy nè, nó cho nó đâm chồi gì ra như cái dây đây nè, nó để nó đâm chồi ra cái đang cắt nè, cái này con để nó hơi dài thôi, nhưng mà để nó ngắn ngắn một chút nữa, hái sớm một chút nữa thì nó ngon lắm luôn. Ở đây có cây cà chua nó tự mọc rồi, không biết có ngon hay không nữa, kiểu như là không có trồng gì trơn luôn, để đại không biết có nên thân nên hình gì không. Cái lá mồng tơi nè, chàng cắt cắt cái lá mồng tơi xuống cho cả nhà xem.
Tưởng tượng nó to nè. Ồ, nhìn nó to chưa? Bự hơn cái mặt lon luôn. Cái mặt lon đã to rồi mà nó còn to hơn nữa. Ồ, vàng ở cái nhánh. Trời, dễ sợ ngon luôn. Nhìn nó ra mà thấy nó lộn xộn hết trơn. Lớp nào cỏ rồi, lớp nào gao, ai rồi bứng luôn gốc luôn rồi. Mình bứng cái cây cỏ này lên mà bứng luôn cái gốc bồng tơi lên này. Cái này dưa leo này nó tàn rồi, con để bông tơi nó lên nha, bứng luôn cái gốc của nó thôi, cắt sát sát xuống đi cho nó để nó bò cao quá nó tùm. Cái hoa mồng tơi nó dễ trồng nó sợ luôn. Cắt đóng cái này, kéo cái dây cà chua này lên coi nó có trái không, trái gì thì ăn, không có thì thôi. Ở bên đây còn một chậu hẹ nè, hôm qua đang cắt luôn, chuẩn bị phân bò để cắt cỏ nha. Ở nhìn nâu chưa, cắt có hai thùng hẹ ăn mà một xề luôn, dễ sợ cho cả nhà xem. Hai thùng hẹ đó nhiều chưa, rồi cái đất đây á, xong cái nhổ cỏ là xới xới nó lên, bỏ thêm phân bò nè, nó cứng không. Con lấy cái đầu xới nha, cái này xới hơi hơi nó lên, tránh tránh cái gốc nó ra cái xới hồi cũng cái gốc nó hư, hẹ cái rễ nó ăn cứng nhắc à, cho nên là mỗi lần mình cắt hẹ xong rồi phải xới vậy nè, chứ không nó cứng quá cái rễ nó không có phát triển ra ngoài á, nó không ăn được phân á, nó không có đẹp. Nó xới ngay chân gốc nữa nè, ta lấy cái cuốc á, có cái găng á, mình xới nó không không bị ảnh hưởng tới gốc hẹ, cứng dễ sợ cứng luôn. Trộn cái này là có phân bò với đất ở trong đây, đậy nó lại đó, đợt sau mà mình nó mọc lên cái là mình chắc là nó tốt như vậy đó, đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ nó đi thu hoạch ba cái rau muống, một mớ hẹ rồi thêm một mớ
mới rau mồng tơi nữa nè. Nhiều chưa? Giờ con đi ha, con đi cắt mua, con không muốn đi kéo rồi. Con đi lấy một đống vỏ trứng luôn, phơi khô bỏ giường đó. Còn bên đây ở cái nhà xem rau muống nè, ngon chưa? Rau muống đây cũng vậy thôi, khi mà con cắt xong cái cũng bỏ phân nè rồi đắp đất lại cho nó. Rau muống tàu, rau muống loại muống trắng, còn loại muống rau muống xanh nữa. Cái này cái cọng á, em xuống với mình làm lỗi ăn ngon lắm luôn. Làm mỗi chua, em chua ngọt chứ không phải làm lỗi. Gốc rồi già quá, cắt bớt. Ủa cộng nữa nè, dài mà long nhất. Này lâu quá không có cắt á, nó cũng bò ra dài thòn, nó bò ra giống như là rau lan vậy đó. Non quá trời non, bấm một cái nó gãy hết trơn. Mình còn muốn nó dài nè, dài dài 70 phân luôn. Cắt bỏ bớt cái gốc, cũng là một mâm đó. Sẵn rồi cậu Long cũng phới xới đất lên bỏ phân cho nó thêm ha. Đó, chuẩn bị phân bò cắt xong rồi đó. Thường 200 thì xới đất như vậy nè, nếu mình trồng thì mình trồng có muốn trồng theo theo hàng á, nó có cái rãnh mà chính giữa xới xới đất nó hơi hơi lên. Xới cho nó hơi sắp sắp đất lên đó, cái đồng gãi nó bò lên. Con bò đang đã uống khoai một qua rồi đó, không có sợ, nó không có sợ nó nóng nữa, cho nên là gãi vậy nè, gãi vô trong góc không sao hết ha. Phân mà mình không có ủ khoai một á thì mình sợ bỏ gần gốc vô gốc nó dễ bị úng, cũng nhóc cũng dễ cho nó. Con bò này mình ủ qua là mình không có sợ hả. Mỗi lần nó cắt là nó làm vậy đó. Rau muống nó non, ăn cái thằng bên đây ăn vừa hết là bên kia nó mọc lên nữa rồi. Vậy xong rồi đó, làm xiên một chút rau muống trồng một lần ăn hoài luôn. Thôi cho cả nhà xem. Bây giờ thành quả của Long buổi sáng đây nè, đó đó cái thành quả đó, một xì rau muống rau mồng tơi rồi
Hè nè, nhìn non quá trời non luôn. Buổi sáng nữa, lần quần nên thu hoạch được nhiêu đây. Cuối tuần, Long lên Long chia sẻ tới đây. Long cũng chúc cô chú anh chị em, chúc tất cả mọi người cuối tuần thư giãn vui vẻ và được nhiều sức khỏe. Long tạm dừng video ở đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Bye bye.